Sẽ ra sao nếu Chibu tranh bố của Ninh Dương Lan Ngọc? Không chỉ từng hẹn hò với người yêu cũ của bản thân, các bạn có biết Chibu đã từng tranh bố của Ninh Dương Lan Ngọc cách đây 2 năm? Nani? Cuộc chiến tình tay ba này đã gây ra bao sóng gió trong bộ phim Mối tình đầu của tôi, phim cực hot từ hồi nhà thờ Đức Bà còn chưa sửa. Chớp mắt cái đã trải qua năm Covid thứ hai. Nội dung bộ phim cực drama trà xanh không độ, chị em giành nhau cây cà rem, kết hợp cùng với bản hit cực khủng của Chi. À, không phải Chipu mà là Thùy Chi. Mở đầu bộ phim, nữ chính An Chi xuất hiện với vẻ ngoài xấu xúc phạm người nhìn. Không còn nhận ra nàng ngọc nữ của màn ảnh Việt. Hóa trang má hồng, tóc tổ quạ, không thể nào đỡ nổi. Mới mở phim lên đã thấy gái xấu là chỉ muốn tắt co đi cho rồi. Nhưng vì Lan Ngọc thủ vai nên đành xem tiếp thôi. Vì xấu nên đi đến đâu cô cũng bị mọi người xua đuổi. Xấu chứ không phải Covid đâu mà xa lánh dữ vậy. Rồi, em đi nhanh giùm anh đi. Nhưng có một điều thật khó lý giải là tại sao nữ chính xấu như vậy mà vẫn cho làm nhân viên cốc trị bia. Không chỉ xấu, nữ chính của chúng ta còn mắc bệnh dở hơi, tâm sinh lý bất ổn. Đúng là thân phận của những cô gái xấu xí quả thật là rất đáng thương. Ấy thế mà hiểu kiểu gì cô nàng lại có thể chơi thân được với nữ hoàng của những chiếc ố. Xinh đẹp, khó tính, khó gần hạ linh. Gái đẹp mà chơi với mấy cô nàng nhàng nhàng chắc chỉ để người ta làm nền cho mình tỏa sáng, chứ thân thiết gì, thân ai người đấy lo. Thật chớ trêu cho đôi bạn cùng tiến khi cả hai cùng trượt chân xuống hồ bơi. Nếu gái đẹp và gái xấu cũng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai? Còn chưa đáp xuống nước à? Khỏi cần hỏi cũng biết dĩ nhiên là gái đẹp rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Các anh thi nhau nhảy xuống cứu. Còn gái xấu thì tự đi mà cứu thì còn sao nữa. Không ai cứu đâu. Tôi đã từng nghĩ trong mỗi bộ phim sẽ có một nhân vật nữ chính xuyên suốt từ tập đầu cho đến tập cuối, luôn là như vậy. Đằng nào cũng ướt, nữ chính quyết định dầm mưa luôn. Tản bộ trong buồn khổ, than thân trách phận, nhớ lại hồi xưa mình cũng đâu đến nỗi nào. Nhớ lại, ngày xưa lúc xưa ấy, nơi nữ chính gặp nam chính, ánh mắt va vào nhau, phút vừa rồi lần đầu gặp nhau, khi cả hai cùng chơi xếp hình. Mình cùng chơi xếp hình nha. Mới tí tuổi đầu mà xếp hình giỏi quá cơ. Nên nam chính bị bỏ bùa, say mê nữ chính. Thời gian thấm thoát thoi đưa chó chạy ngoài đồng. Nam chính lúc này đã lớn và trở thành soái ca, đẹp trai, tóc tai vuốt vuốt. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tự nhiên cũng nhớ về cô bé cùng mình xếp hình lúc nhỏ. Vội lên mạng search trên Facebook. Sau một hồi lướt tìm các kiểu giữa vô vàn người trùng tên thì nam chính đã tìm ra một người xinh nhất. Là nàng ố. Và đinh ninh rằng đó là người cùng mình xếp hình ngày xưa. Thế nhưng điều này chỉ có tôi biết, bạn biết, ông đạo diễn biết, chứ còn nam chính, nữ chính trong phim thì lại biết. Số phận mà ông đạo diễn đưa đẩy hai người này đến đâu thì các bạn nhớ đón xem phần tiếp theo nha. Bye bye. Đừng quên like và share cho 8 phim.